tay quay phim này quả là một tay ghê gớm. Ngay trong những giây đầu tiên đã tìm ra đáp án. Tức là bây giờ thấy hồi hộp. Nếu lần sau mà mời bạn tham gia nữa, bạn có tham gia không? Em vẫn có. Vẫn có chứ đúng không? Bạn có lo lắng không? Lo lắng là một phần thôi ạ. Nhìn căng thẳng. Trả lời xong mà cứ nhìn tôi. Chơi để lấy tinh thần. Tôi cố tình tạo ra một cái không khí nó hơi căng hết cả thẳng như thế. Hôm lúc sau tôi thấy hình như mình cũng hơi có lỗi. Bạn Quỳnh cũng Chết rồi. Bạn Lộc thì nói bạn Quỳnh như kiểu chia tay đi học xa. Chào quý vị. Thưa quý vị, chúng ta đang có mặt trong chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ. Chương trình do Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội sản xuất. Chúng ta đang có mặt tại đây và với một chương trình rất đặc biệt. Chúng ta đang kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Và hôm nay, thưa quý vị, chúng tôi đã thấy trên sân khấu của chúng ta là có ba người chơi là bạn Ngọc, bạn Triểu và bạn Quỳnh. Cả ba người chơi trong chương trình hôm nay của chúng ta cũng đang hoạt động trong ngành báo chí. Cụ thể như là bạn Triểu. Vâng ạ, bạn Triểu bây giờ đang công tác và hoạt động ở đâu ạ? Vâng, tôi hiện nay là đang công tác tại Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hưng Yên. Vâng ạ. Tôi thì yêu thích cái chương trình này từ rất là lâu rồi. Ở nhà cũng thường xuyên với cả gia đình theo dõi, trả lời các câu hỏi trên truyền hình và rất yêu thích, cả gia đình đều yêu thích. Nhưng mà đã làm bản đăng ký gửi khá lâu thì rất là may mắn là hôm nay được chương trình chọn làm người chơi. Thưa quý vị, chúng tôi những người làm chương trình, tôi thì làm người dẫn chương trình. Tôi cũng đã cộng tác với Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội từ rất lâu rồi, từ 20 năm nay, gần 20 năm nay rồi. Và chúng tôi rất sung sướng khi những người đồng nghiệp lại yêu thích, cổ vũ và muốn tham gia chương trình của nhau. Cụ thể như là anh Triểu thì đang là quay phim. Và phải nói là anh là một trong số những người yêu mến chương trình và là trong số những quay phim dũng cảm nữa. Bởi vì ngay như những quay phim của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội rất yêu thích chương trình, thậm chí đang quay chương trình mà bảo chơi cũng bảo ôi sợ lắm. Thế các anh ấy quay phim rất hay, quay rất nét nhưng mà lại ngại không dám tham gia chương trình. Bởi vì luôn nghĩ rằng là người quay phim hay biên tập hay đạo diễn luôn luôn ở đằng sau. Ở đằng sau ống kính mà thôi. Và làm nhiệm vụ khác chứ không phải là lên hình. Thì hôm nay anh đã lên hình để anh chứng minh cho mọi người biết rằng bất kỳ ai cũng có thể đến với Đuổi Hình Bắt Chữ. Miễn là yêu thích, miễn là thực sự tâm huyết với chương trình và miễn là muốn đuổi hình và bắt chữ. Chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay để nêu cao tinh thần của anh Triều. Người tiếp theo là bạn Ngọc. Xin hỏi bạn Ngọc đang công tác ở đâu ạ? Dạ, hiện tại là em đang công tác tại Báo Thái Nguyên ạ. Chương trình này là một chương trình rất hấp dẫn ạ. Em yêu thích từ rất là lâu rồi. Em đón xem thì từ thời học cấp 3 cơ. Từ hồi cấp 3? Cũng rồi, hơn 10 năm rồi ạ. Và cũng ước mong là được tham gia chương trình này. Và rất may mắn là khi mà gửi đơn tham gia thì sau một thời gian thì cũng được gọi đến để phỏng vấn. Còn bạn Quỳnh, vâng. Bạn đang công tác ở... Hiện nay thì em đang công tác tại kênh truyền hình Quốc hội Việt Nam. Công việc của em cũng giống của anh ạ. Em cũng là phát thanh viên. Tuy nhiên thì em lại là phát thanh viên về mảng thời sự và các chương trình về tin tức. Thời sự, chính luận, tin tức. Vâng. Chứ không game show như kiểu như tôi đang làm. Ước mong của em cũng được là dẫn game show như anh ấy. Nhưng mà chắc là chưa có cơ hội để thử sức hôm nay làm người chơi để xem xem là cảm giác thế nào. Bạn làm đi. Hay là hôm nay thì tôi đứng đây luôn. Mà tôi đứng đây và kịch bản tôi có chắc chắn tôi giải nhất thì chào hai bạn luôn. Thôi thế thì lại thiệt thòi cho hai thiệt người chơi quá. Thôi để em làm người chơi, để anh chơi. Dẫn ạ. Thưa quý vị, trong suốt thời gian vừa qua những nhà báo đã hoạt động có thể nói là rất tích cực. Kịp thời đưa tin, kịp thời nêu những vấn đề bức xúc của xã hội. Kịp thời đưa đến cho độc giả, cho khán giả những thông tin bổ ích và lý thú. Vào dịp mà 21 tháng 6 hàng năm, đó là ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Và các nhà báo luôn nhận được những lời chúc tốt đẹp nhất của những người thường xuyên cập nhật tin tức mà các báo chí đem lại. Và hôm nay trong khuôn khổ chương trình, tôi cũng xin được phép thay mặt những người làm chương trình xin chúc tất cả các nhà báo, các anh các chị luôn luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Thưa quý vị, bây giờ là lúc chúng ta chính thức bước vào Đuổi Hình Bắt Chữ. Thưa quý vị và tất cả các bạn, mở đầu sẽ là vòng thi đầu tiên. Đây là một vòng được coi là vòng cực kỳ căng thẳng.
Và chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay để đến với những hình vẽ đầu tiên của vòng thi đầu tiên. Hướng lên màn hình, đây là gì? Mời bạn Ngọc. Lục sắc ạ. Chưa chính xác. Đây là gì? Đây là một tài liệu quan trọng, hồ sơ cho đương sự cung cấp. Mời bạn Quỳnh. Mục lục ạ. Không, chưa chính xác, không phải mục lục. Vẫn còn cơ hội trả lời cho tất cả các bạn. Mời bạn Triệu. Lục bút. Chưa chính xác, gần đúng rồi. Gần đúng rồi, vấn đề là nó có cái sự sắp xếp cho hài hòa thôi. Cơ quan tư pháp thu thập được có tất. Mời bạn Triệu. Tôi xin trả lời là bút lục. Chính xác, tuyệt đối, đó là bút lục. Bút lục. Bạn Triệu, điểm đầu tiên. Miếng ghép tiếp theo. Đây là gì? Mời bạn Triệu. Cơ bắp. Cơ bắp. Đáp án tiếp tục lại chính xác. Mời anh nhận điểm thứ hai. Hai cô gái, hai cô bạn đồng nghiệp cứ nhìn anh Triệu đầy ngưỡng mộ. Miếng ghép thứ ba. Mời bạn Quỳnh. Túi ngủ. Chưa chính xác, cứ bình tĩnh. Tiếp tục. Mời bạn Triệu. Em xin đoán là tranh lưới. Tranh lưới. Một tràng vỗ tay cho bạn Triệu. Đáp án chưa chính xác. Mời bạn Triệu. Em xin đoán là màn tranh. Vẫn chưa đúng. Cứ trả lời đi, khó lắm thì tôi sẽ gợi ý. Xin mời bạn Quỳnh. Màn ảnh ạ. Chưa chính xác, một chút nữa thôi. Bạn Quỳnh ơi, một chút nữa thôi. Tiếp tục. Mời bạn Ngọc. Màn ảnh nhỏ. Màn ảnh nhỏ, đáp án hoàn toàn đúng. Bạn Quỳnh có phần không nhỏ vào việc gợi ý cho bạn Ngọc. Mời bạn Ngọc nhận điểm. Miếng ghép tiếp theo. Hình này không dễ. Mời bạn Ngọc. Môi dày, môi mỏng. Mời bạn Triều. Em xin đoán là khẩu hình. Đáp án khẩu hình. Bạn Triều nhận điểm thứ 3 và xin chúc mừng bạn. Người đầu tiên bước chân vào vòng sau của chương trình đó chính là bạn Triều. Một cameraman của tỉnh Hưng Yên ạ. Dạ. Bây giờ chỉ còn bạn Quỳnh và bạn Ngọc. Miếng ghép tiếp theo. Mời bạn Ngọc. Họa báo ạ. Đáp án chính xác. Đó chính là họa báo. Bạn Ngọc trả lời chính xác. Mời bạn nhận điểm. Miếng ghép tiếp theo. Đây là gì? Mời bạn Ngọc. Quay phim ạ. Quay phim. Đáp án chính xác. Chúc mừng bạn. Như vậy chúng ta đã xác định được bạn Ngọc và bạn Triểu là hai người bước chân vào vòng sau. Bạn Quỳnh thân mến. Thật ra thì em nghĩ là nói chung là nó cũng là cái hên xui thôi ạ. Tại vì đúng là khi mà đứng ở đây thì cái cảm giác khác so với việc là mình xem TV ở nhà hoặc là mình đứng ở vị trí khác thì có thể là mình sẽ thông thái hơn và mình sẽ nhanh trí hơn, nhưng mà đứng ở trên này thì nó cũng run hơn. Đúng như bạn Quỳnh nói, ở vào vị trí khác ấy thì chúng ta bị sức ép khác nhau. Và chúng ta nhiều khi là sẽ không phát huy được tối đa cái khả năng của mình. Bạn Triều nói điều gì với bạn Quỳnh? Bạn Quỳnh có chút không may mắn, hoặc là có thể bạn biết rồi nhưng bạn bấm chuông hơi chậm thôi ạ. Hy vọng là bạn sẽ cố gắng trong lần chơi tiếp theo nếu mà được tham gia làm người chơi. Vâng.
Bạn Ngọc thì sao? Muốn nói gì với bạn Quỳnh? À, cũng mong rằng là trong những dịp chơi sắp tới thì chị sẽ được là người chơi, sớm được tham gia chương trình. Cảm ơn chị ạ. Bạn Ngọc nói với bạn Quỳnh cứ như kiểu chuẩn bị chia tay đứa bạn đi học xa. Hôm nay là một chương trình đặc biệt. Chương trình kỷ niệm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Bạn Ngọc và bạn Triều bước chân vào vòng 2. Vừa rồi tôi nhận được thông tin từ phía đạo diễn. Đó là gì? Cái phần 1 của chúng ta ấy, là phần rất là khắc nghiệt. Và trong chương trình hôm nay ấy, phần 1 chúng ta chơi mang tính vui vẻ, giao lưu là chính. Còn ba bạn vẫn vào vòng 2 như thường. Xin chúc mừng. Yeah! Bạn Quỳnh thấy thế nào? Chắc hôm nay mặc váy đỏ nên là... Đấy, đúng thế chứ, đúng không? Bây giờ là thế này. Vòng 1 là chơi để lấy tinh thần. Tôi cố tình tạo ra một cái không khí nó hơi căng hết cả thẳng như thế. Hôm lúc sau tôi thấy hình như mình cũng hơi có lỗi. Bạn Quỳnh cũng... Chết rồi. Bạn Ngọc thì nói bạn Quỳnh như kiểu chia tay đi học xa. À, nào, bây giờ chúng ta quên đi những điểm số vừa ghi. Chỉ là phần khởi động. Đồng ý không? Chỉ là phần khởi động. Bắt đầu từ phần 2, phần 3 chúng tôi sẽ có những số tiền thưởng. Kết thúc phần 3, ai có số tiền thưởng cao nhất, người đó sẽ vào vòng 4. Và đương nhiên rồi, chúng ta sẽ chia tay với hai người còn lại. Và đây chính là một trong những điểm đặc biệt trong chương trình đặc biệt hôm nay. Tôi nghĩ rằng quý vị hãy dành một tràng vỗ tay nữa. Thưa quý vị và tất cả các bạn, thật vui khi cả ba người chơi không ai bị loại. Thật vui khi cả ba người chơi cùng bước vào vòng 2. Và thật vui khi quý vị dành một tràng vỗ tay thật lớn để chúng ta bắt đầu vòng 2 của đuổi hình bắt chữ. Nào, chuẩn bị. Năng lượng đâu? Nhìn lên hình, đây là gì? Mời bạn Triểu. Tôi xin trả lời là vạch lá tìm sâu. Vạch lá tìm sâu, đáp án cực kỳ chính xác. Tay quay phim này quả là một tay ghê gớm. Ngay trong những giây đầu tiên đã tìm ra đáp án. Mời bạn nhận 300.000 đồng tiền thưởng. Miếng ghép tiếp theo. Nhà tre. Chưa chính xác. Xin mời bạn Triều. Tôi xin trả lời bút tre. Đáp án chính xác. Mời bạn. Miếng ghép tiếp theo. Miếng ghép thứ 3. Gì đây? Báo của nhà nước. Tôi xin trả lời là công báo. Công báo. Đáp án hoàn toàn đúng. Báo của nhà nước công bố những văn bản pháp luật quan trọng của các cơ quan lập pháp, hành chính trung ương. Công báo. Mời bạn nhận tiền thưởng. Miếng ghép thứ 4. Xin mời. Bình tĩnh, đây là... Mời bạn Quỳnh, dễ rồi. 2 từ. Đào lê ạ. Chưa chính xác. Sáu, năm, bốn, ba, hai, một. Hết giờ trả lời cho hai bạn còn lại. Đây không phải quả lê. Bạn nhìn ra quả gì? Bưởi. Bưởi. Bưởi đào. Loại này, đúng rồi, đáp án là? Bưởi đào. Bưởi đào, đấy. Bưởi đào là đáp án chính xác của chương trình nhưng không bạn nào trả lời được. Miếng ghép thứ 5. Đây là gì? Mời bạn Quỳnh. Số 8. Đơn giản. Chưa chính xác. Mời bạn Triều. Tôi xin đoán là số lớn. Số lớn. Khái niệm dịch nôm nó là như thế. Vẫn còn cơ hội. Bạn Ngọc. Bạn còn 5 giây, Quỳnh hết cơ hội rồi. Bạn Ngọc. Mời bạn. Bát 8. Hả? Đáp án của chúng ta là đại số. Thưa quý vị, đó chính là đại số.
Nếu nghe thứ 6 thì tôi tin rằng là bạn nào nhanh thì trả lời được. Chỉ là nhanh thôi bởi vì rất dễ. Xin mời. Mời bạn Quỳnh. Cầu truyền hình ạ? Bạn có chắc không? Đúng ạ. Đáp án cầu truyền hình, đáp án chính xác. Mời bạn nhận tiền thưởng. Miếng ghép thứ 7 gắn liền với nghề của bạn Ngọc, một khái niệm. Bạn Triều. Tôi xin nói là treo bút. Treo bút, chính xác. Mời bạn miếng ghép thứ 8 mời bạn Triều. 3, 2, 1 tiếp tục phát hình. Một công việc mà kế toán thường hay làm. Kiểm kê ạ. Kiểm kê. Nhìn căng thẳng. Trả lời xong mà cứ nhìn tôi. Đáp án đúng là kiểm kê. Chúc mừng bạn. Miếng ghép thứ 9 xin mời. Chào cờ. Chưa chính xác. Mời bạn Triều. Tôi xin nói là hậu kỳ. Đáp án hoàn toàn đúng, hậu kỳ. Là công tác hoàn thiện một sản phẩm báo chí nói chung. Sau khi đã thu thập tài liệu, xây dựng tác phẩm thì công tác hậu kỳ là khâu cuối cùng. Mời bạn. Miếng ghép thứ 10. Miếng ghép cuối cùng. Một từ rất quen thuộc mà người dân thường nói về các đơn vị báo chí, phát thanh và truyền hình. Mời bạn Ngọc. Nhà báo ạ. Chưa chính xác, tiếp tục. Mời bạn Triều. Tôi xin nói là nhà đài. Nhà đài là hoàn toàn đúng. Bạn Quỳnh cũng vừa phát hiện ra nhưng mà nhấn chuông chậm hơn bạn Triều một chút. Mời bạn Triều. Thưa quý vị, phần thi thứ 2 đã kết thúc. Bạn Triều là người đàn ông duy nhất trong số 3 người chơi và bạn vẫn đang chiếm thế thượng phong. Bạn đang có 1.800.000 đồng. Bạn Ngọc đang có 300.000 đồng tiền thưởng. Và bạn Quỳnh có số tiền thưởng bằng với bạn Ngọc cũng là 300.000 đồng. Chúng ta sẽ làm quen nhiều hơn với 3 nhà báo trong chương trình hôm nay. Đầu tiên là bạn Triều. Đây là chữ của bạn ạ. À, đấy là chữ của con gái em. Cháu Chi đúng không? Dạ vâng, cháu Chi ạ. Cháu Chi đúng không? Dạ. Tôi biết ngay. Bởi vì ở dưới cháu có ký tên mà. Dạ vâng. Sợ thật. Viết cho bố ký tên con. Thế này thì nhất luôn. Gia đình nhà bạn Triều vui ghê cơ. Bạn Nguyễn Viết Triều, quê quán Hưng Yên, nơi công tác đài phát thanh truyền hình Hưng Yên. Sở thích nghe cải lương, chèo. Bạn thích cải lương và chèo, bạn có biết hát không? Thực ra là hôm nay cái giọng nó hơi khàn một tí, nhưng mà cũng xin phép anh Xuân Bắc, quý vị khán giả đổ một câu vọng cổ. Hay quá. Không hay thì các bạn hay, hay, cho chàng pháo tay. Em ơi, biển lớn sông sâu còn có khi đầy khi càng, nhưng tình của đôi ta luôn đong đầy theo năm tháng. Thì hờn dỗi chi em cho bờ mi đẫm lệ thương sầu. Quỳnh thấy thế nào? Nghe anh ấy mà hát câu đấy mà nếu mà ở một cái khung cảnh khác nó lãng mạn hơn. Mà kiểu như là em chưa có gia đình cái gì đấy thì em cũng nếu em chưa có gia đình mà anh Triều chưa có gia đình hả? Mà đổ một câu đấy thì tôi không nói riêng gì bạn Quỳnh, đến bạn Ngọc còn mê cơ. Bạn Ngọc có mê không? Dạ có. Đấy thấy chưa? Bạn Triều ơi, tôi ngưỡng mộ bạn. Mọi khi tôi đứng đây tôi tỏa sáng, mà hôm nay thì bạn thực sự tỏa sáng rồi. Một tràng vỗ tay cho bạn Triều. Rất nhiều điều thú vị. Tiếp theo sẽ là bạn Ngọc. Bạn Ngọc này, phóng viên báo Thái Nguyên. Khi bạn làm việc ấy, thì những cái khó khăn mà bạn phải vượt qua trong cuộc sống hay trong nghề nghiệp là gì? Em thì là một phóng viên trẻ. Làm một nhà báo thì đã vất vả rồi.
là một nhà báo nữ thì còn vất vả gấp bội phần hơn nữa. Thưa quý vị, báo chí cách mạng Việt Nam ngày càng một phát triển và các nhà báo ngày càng có những cái kỹ năng đặc biệt, ngày càng được pháp luật bảo vệ, ngày càng được mọi người tạo điều kiện. Tuy nhiên trong thực tế thì đã có nhiều những cái nhà báo trong quá trình tác nghiệp ấy, thì không có được những cái điều kiện tốt và điều kiện cần thiết để có những bài viết thật hay hoặc là đúng với đam mê của mình. Nhất là đối với các nhà báo nữ, thưa quý vị. Còn chuyện chồng, chuyện con, còn chuyện gia đình, còn rất nhiều việc khác. Cho nên ở đâu đó, ở trong các tòa soạn thì hầu như là các nhà báo nữ cũng luôn được ưu ái. Nhưng tôi nghĩ là ưu ái như vậy vẫn chưa đủ. Hãy ưu ái nhiều hơn nữa cho các nhà báo, đặc biệt là các nhà báo nữ. Bởi vì càng ưu ái bao nhiêu thì chúng ta càng có những sản phẩm báo chí hay và tuyệt vời bấy nhiêu. Tôi nghĩ là như vậy. Và tiếp theo chúng ta đến với bạn Quỳnh. Công tác tại kênh truyền hình Quốc hội. Sở thích là ca múa nhạc, đi du lịch và làm đẹp. Lý do tham gia chương trình của bạn? Em muốn thử được làm cái cảm giác của người chơi, xem là nó sẽ có gì khác so với cả cái việc là mình được đứng trên sân khấu và dẫn dắt cho những câu chuyện khác. Và chưa bao giờ em có cái cảm giác đó. Hôm nay thì là lần đầu tiên được trải nghiệm cái cảm giác là người chơi, thì cũng cảm thấy hồi hộp, có khi là còn hơn cả MC, còn hơn là cả cái vị trí khác trong một chương trình. Vâng, tức là bây giờ thấy hồi hộp. Nếu lần sau mà mời bạn tham gia nữa, bạn có tham gia không? Em vẫn có. Vẫn có chứ, đúng không? Bạn có lo lắng không? Khi bây giờ tiếp theo chúng ta đến với vòng 3 và bây giờ bạn mới có 300.000 đồng tiền thưởng, còn kém xa so với bạn Triều. Thật ra thì lo lắng là một phần thôi ạ. Nhưng mà em nghĩ là được đến đây và được gặp những đồng nghiệp, được giao lưu với mọi người cũng là một cái niềm vui rồi. Và được trải nghiệm một cái cảm giác khác trong việc làm một chương trình truyền hình, thì em nghĩ đó cũng là một cái thành công trong chương trình ngày hôm nay. Tôi đồng ý. Và điều đó có nghĩa là ai ở lại, ai chia tay không còn quan trọng nữa. Quan trọng là không khí mà các bạn đem lại cho quý vị khán giả. Và tôi tin rằng quý vị khán giả sẽ dành những tràng vỗ tay thật lớn. Chúng ta tiếp tục vòng 3 của chương trình. Chúng ta có 9 miếng ghép nhỏ, mỗi miếng ghép có giá trị là 500.000 đồng tiền thưởng. Một miếng ghép lớn, miếng ghép thứ 10 sẽ có giá trị là 3 triệu đồng tiền thưởng. Các bạn được quyền trả lời liên tục đến khi tìm được đáp án đúng. Ai trả lời đúng sẽ được quyền mở chi tiết miếng ghép thứ 10 và trả lời trong vòng 5 giây. Nếu trả lời đúng, các bạn sẽ có 3 triệu đồng. Sẵn sàng chưa nào? Đây là gì? Mời bạn Triều. Tôi xin đoán là nhật báo. Chưa chính xác. Mời bạn Quỳnh. Báo hình. Báo hình. Đáp án chính xác, báo hình. Báo hình là một cách gọi khác về lĩnh vực truyền hình, dùng để phân biệt với báo viết hay báo điện tử. Mời bạn nhận 500.000 đồng. Mở chi tiết. Hãy nhấn chuông để mở. 5, 4, 3, 2, 1. Miếng ghép thứ hai, mời các bạn. Mời bạn Triều. Em xin nói là cấm cửa. Cấm cửa, đáp án hoàn toàn đúng. Chúc mừng bạn. Cấm không cho ai đến nhà mình, đến nơi ở của mình. Cấm cửa. 500.000 đồng, mời bạn. Mở chi tiết. 5, 4, 3, 2, 1. Miếng ghép thứ 3. Một khái niệm trong toán học, mời bạn Ngọc. Hằng số. Hằng số đã bán chính xác. Mời bạn nhận tiền thưởng. Mở. 5, 4, 3, 2, 1. Miếng ghép tiếp theo, miếng ghép thứ 4 trong phần tin thứ 3. 3 từ. Mời bạn Quỳnh. Cây bút vàng. Cây bút vàng là một đáp án rất chính xác. Chúc mừng bạn. Mời bạn nhận tiền thưởng. Mở chi tiết.
Bạn có 5 giây. 5, 4, 3, 2, 1. Miếng ghép thứ 5. Hai từ. Mũi tên chỉ vào đâu các bạn? Mời bạn Triều. Chữ cái. Chưa chính xác. Chữ cái đấy nó có cái đặc điểm gì đấy? Nó khác với những cái này. Mời bạn Quỳnh. Đại từ. Chưa phải. Nữa nào. Nhấn chuông mời bạn Triều. Em nói là mặt chữ. Mặt chữ là đáp án chính xác. Mời bạn. Mở. Năm. Bốn. Nó là chia hình. Chưa chính xác. Miếng ghép thứ 6. Dễ lắm cái hình này. Mời bạn Ngọc. Nhà báo ạ. Nhà báo đáp án hoàn toàn đúng. Đó là nhà báo. Mời bạn nhận tiền thưởng. Mở. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Miếng ghép thứ 7. Mời bạn Triều. Em sẽ nói là câu cú. Câu cú chính xác. Xin mời bạn. Mở. Năm. Bốn. Ba. Em nói là chữ tượng hình. Chữ tượng hình chưa chính xác. Chúng ta đến với miếng ghép thứ 8. Cực kỳ quen thuộc gồm hai từ. Em sẽ nói là cửa máy. Chưa chính xác. Mời bạn. Em xin đoán là phòng máy. Chưa phải. Mời bạn. Nhà máy. Nhà máy đáp án chính xác. Mời bạn. Mở. Tôi gợi ý rồi đấy. Xin mời. Hình hiệu. Chưa chính xác. Miếng ghép thứ 9. Miếng ghép nhỏ cuối cùng. Đây là cơ hội của các bạn. Nào. Đây là gì? Mở. Bình tĩnh. Được trả lời liên tục. Mời bạn Quỳnh. Xe màu. Xe màu đáp án chính xác. Xe màu. Xe màu là một loại xe được thiết kế đặc biệt. Trong bề ngoài của nó giống như một chiếc xe bình thường. Nhưng trong thùng xe được gắn các thiết bị kỹ thuật như thiết bị phát sóng, ghi hình, hay bộ chia, hay là màn hình, hay bàn trộn, vân vân. Mời bạn. Mở. Năm. Bốn. Ba. Hai. Hình cắt. Hình cắt. Chưa chính xác. Thật tiếc. Như vậy là chúng ta đến với miếng ghép thứ 9 rồi, và miếng ghép thứ 10 không ai được mở ra. Bây giờ tôi sẽ mở ra này, tôi sẽ đọc. Bởi vì tổng số điểm các bạn đã có rồi, bây giờ không bạn nào được ghi điểm nữa. Cô bé đang làm gì? Ghi vào đâu? Hình. Ghi vào đâu? À. Có đúng không? Đúng chưa? Wow. Nào. Tôi sẽ đọc số tiền thưởng. Bạn Quỳnh phải nói là bạn vượt lên. Nhưng bây giờ chúng ta đọc bạn Ngọc trước. Bạn Ngọc đang có 1.300.000 đồng tiền thưởng. Bạn Triều đang có 3.300.000 đồng. Bạn Quỳnh đang có 2.300.000 đồng. Và bây giờ là lúc chúng ta xác định được ai bước vào vòng tiếp theo. Đó chính là bạn Triều. Xin chúc mừng bạn Triều. Chúng ta phải chia tay với bạn Ngọc và bạn Quỳnh.
Hai bạn sẽ ra về với số tiền thưởng các bạn có được cộng với quà của chương trình. Xin mời hai bạn. Đây là quà của chương trình. Xin gửi tặng bạn. Xin gửi bạn. Xin chúc hai bạn luôn luôn mạnh khỏe, xinh đẹp, hạnh phúc và luôn luôn làm tốt công việc của mình. Bởi vì khi các bạn làm tốt công việc của mình với tư cách là những nhà báo ấy, thì đương nhiên rồi sẽ góp phần không nhỏ vào việc làm cho xã hội của chúng ta ngày một tốt đẹp lên. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần 4 của đuổi hình bắt chữ. Và chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay để chúc mừng bạn Triều, người sẽ đến với phần tiếp theo này. Chúng ta đang có mặt trong phần 4. Bạn là người xuất sắc và bạn hoàn toàn xứng đáng để đứng ở vị trí này. Đến với phần thi cuối cùng trong chương trình đuổi hình bắt chữ, với số tiền thưởng và giải thưởng rất cao, rất có giá trị. Bạn đang có cảm xúc như thế nào? Bạn đang mong muốn điều gì? Bây giờ thì em đang cảm thấy rất là vui và mong muốn là trả lời được không đến câu số 15 thì đến câu số 11. Được câu số 11. Không đến 15 thì đến 11 cũng được rồi. Dạ. Bạn đã biết rõ luật chưa? Em biết rồi. Tôi sẽ chia sẻ lại với bạn một lần để bạn nắm chắc hơn, để hy vọng rằng bạn chủ động trong tất cả những cái phần thi tiếp theo của mình. Dạ. Vâng. Chúng ta sẽ có 15 ô. Mỗi ô là một hình, mỗi hình là một câu. Và được sắp xếp theo hình tháp. Bạn muốn lên tầng 2, bạn phải trả lời được một câu ở tầng 1. Bạn muốn lên tầng 3, phải trả lời được một câu ở tầng 2. Và cứ như vậy. Và bây giờ chúng ta cùng xem số điểm mà mỗi tầng bạn có thể giành được. Tầng 1 sẽ là 1 triệu, tầng 2 2 triệu, tầng 3 3 triệu, tầng 4 5 triệu và tầng 5 30 triệu đồng. Chúng tôi có ô số 11, ngôi sao may mắn. Có lẽ tôi không phải nói nhiều thì thưa quý vị, đến giờ phút này thì nhiều khán giả thân thiết của chương trình cũng đã biết rất rõ ô số 11 là một quà tặng đặc biệt. Bạn có thích chuyến đi này không? Rất thích ạ. Rất thích. Vâng. Trị giá gần 13 triệu đồng. Vâng. Và nó sẽ là của bạn nếu như bạn mở được miếng ghép số 11. Vâng. Bạn sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Nhớ đỉnh cao của chúng ta vẫn là 15. Bởi vì 15 có giá trị là 30 triệu đồng. 30 triệu đồng. Một tràng vỗ tay để chúng ta bắt đầu phần 4 thưa quý vị. 60 giây bắt đầu. Ô số 1. Số 1. Thóc đâu chim đấy? Chưa chính xác. Chim gì? Thóc đâu bồ câu đấy? Thóc đâu bồ câu đấy? Chính xác. Ô số 6. Ô số 6. Xin mời. Đây là gì? Cái gì đang mắc cái gì? Trong này bạn đoán nó là gì? Bỏ qua. Một câu thành ngữ bỏ qua, bạn có thể đến với câu khác nào. Câu số 7. Câu số 7. Câu số 7. Có một bài hát mở đầu là chữ kiếp. Cầm ca. Cầm ca đáp án chính xác. Ô số 10, ô 11. Ô số 11, mời bạn. Đây là gì? Đây là gì? Một kinh nghiệm của ông cha. Oh. 60 giây trôi qua rất nhanh. Và bạn Triều đã trả lời được ở tầng 2. Tổng số điểm bạn đang có bây giờ là 5.300.000 đồng. Xin chúc mừng. 5.300.000 đồng. Đủ để du lịch nho nhỏ trong nước hoặc là có những cái bữa liên hoan với gia đình, đúng dạ, không? Dạ. Thưa quý vị và tất cả các bạn, như vậy là bạn Triều đã đến với vòng thi thứ tư của chúng ta trong một chương trình đặc biệt. Bạn đã giành số điểm khi kết thúc chương trình là 5.300.000 đồng. Xin chúc mừng bạn và bây giờ mời bạn nhận quà của chương trình. Đây là quà của chương trình. Xin chúc bạn luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và tiếp tục có những thước phim quay thật đẹp mắt. Chúng ta vừa theo dõi chương trình đuổi hình bắt chữ. Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội sản xuất và chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn các nhãn hàng đã đồng hành cùng chương trình. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ
ban biên tập các chương trình dân chơi Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội số 5 Huỳnh Thúc Kháng Hà Nội. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Xin chào.